Các bạn thân mến, hôm nay các bạn sẽ cùng phóng viên biên tập viên Lê Hải Sơn, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam ở miền Trung, trò chuyện với nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh qua mục trò chuyện cùng nghệ sĩ của chương trình Âm nhạc với bạn và tôi. Chương trình đã phát sóng ngày 20 tháng 11 năm 2014. Dòng sông yên đợi ai, nước cứ lặng trôi, núi chua đứng chờ ai, mà mây gió vờn quanh, nắng mưa không chặn lòng. Dịu dàng là em, mặt nồng là em, gan góc cũng là em, đợi chờ thủy chung ơi cô gái, cô gái hòa vang. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Trung ương và Đại học Văn hóa Hà Nội năm 1975 thì anh về làm trưởng bộ môn giảng dạy âm nhạc tại trường Trung học Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng, nay là trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, năm 1994, nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh về công tác tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, nay gọi là VTV Đà Nẵng. Mặc dù rất bận rộn với công việc nhưng nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh vẫn luôn dành nhiều thời gian sáng tác, trong đó đối tượng anh quan tâm vẫn là thiếu nhi. Anh luôn thao thức và trăn trở làm sao để có nhiều tác phẩm âm nhạc cho thiếu nhi. Vâng, thưa nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh, điều gì đã thôi thúc nhạc sĩ có rất nhiều ca khúc dành cho tuổi thơ ạ? Tôi có may mắn là được sinh ra bên cái dòng sông Châu Giang của cái vùng châu thổ đồng bằng Bắc Bộ. Và bà mẹ tôi thì là một diễn viên chèo ở cái vùng Kinh Bắc. Các ông cậu tôi cũng đều là nhạc công. Tôi được đắm mình trong những cái làn điệu dân ca. Sau khi mà học xong ở trường nghệ thuật Hà Nội, nay là trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, tôi tình nguyện vào trong miền Nam công tác từ tháng 8 năm 1975. 20 năm công tác đứng trên bục giảng là một thầy giáo dạy nhạc và cũng gắn bó rất nhiều với các em thiếu nhi trong miền Trung nói chung cũng như là tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng nói riêng. Khi mà thấm nhận được một cái vùng dân ca của Nam Trung Bộ thì tôi cũng rất là yêu mến, cũng có những cái ngỡ ngàng. Sau một thời gian giảng dạy thì lúc đó tôi cũng rất là đam mê về truyền hình. Tôi thấy ở truyền hình còn thiếu một cái mảng là hướng dẫn cho các em hát những làn điệu dân ca của toàn quốc nói chung cũng như là của Nam Trung Bộ nói riêng, và những ca khúc hoặc những trò chơi đồng dao, thì tôi được truyền hình Việt Nam giới thiệu và mời về công tác ở Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, bây giờ gọi là VTV Đà Nẵng. Bên cạnh đó thì tôi cũng đã sáng tác được một số những ca khúc cho các em. Vâng, thưa nhạc sĩ, với tấm lòng nhiệt huyết cùng sự say mê sáng tạo, yêu thích tuổi thơ đã khơi nguồn sáng tác trong nhạc sĩ. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh được thiếu nhi cả nước biết đến với những ca khúc hồn nhiên, lời ca mộc mạc, chân tình trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam trong chương trình Tiếng Hát Hoa Phượng Đỏ như Em Cũng Là Chiến Sĩ, Ba Em và Ông Em, Những Chú Thỏ Ngoan, Như Thế Là Hư hay là Em Hát Dưới Mái Trường Mới. Nhìn lại quá trình sáng tác ca khúc cho tuổi thơ thì nhạc sĩ tâm đắc với tác phẩm nào nhất? Vâng, thưa quý khán giả, đây cũng là một câu hỏi rất là khó, cũng được nhiều người hỏi tới. Thực ra mà nói, tôi cũng viết độ khoảng là trên 100 ca khúc cho các em thiếu nhi. Thì nếu như mà hỏi là những tác phẩm nào mà tâm đắc nhất thì cũng rất là khó trả lời. Chỉ có điều là mình có cái điều kiện gì đó mà giúp cho con cái mình nó lớn hay không thì phụ thuộc vào rất nhiều các điều kiện. Tôi muốn nói được là làm sao được quảng bá cho các em đến những ca khúc của mình, đó là một điều tâm huyết nhất của tôi. Trong buổi trò chuyện hôm nay, sĩ giới thiệu cho thính giả chương trình bài hát nào về thiếu nhi? Tôi xin giới thiệu ca khúc tôi viết cho một cái tuổi mới lớn, đó là bài Con Trai Con Gái. Hãy subscribe.
là thế, giờ ra trái ngóc mắt người ta. Vì mây cây nở hoa, che toàn tên trên biển tóc. Ai yêu gam màu nâu, ai thích gam màu hồng. Trong bài sắc cầu vồng, ai là gái, ai là trai. Con trai thường bên nhau, cũng vì con gái hay lý lẽ. Con trai vua lời học, đừng nói xạo con gái. Chít chát suốt ngày, không có trai lấy ai chít chát, không có gái thì cha không lười học. Con trai là ánh sáng soi rọi xuống cỏ cây, con gái là áng mây dịu dàng và xinh xắn. Con trai là vật nam soi rọi những mong mơ, con gái là thắm hoa trai không lười học, không có trai lấy ai thút thít, không có gái lấy ai chọc ghẹo, không có trai lấy ai chít chát, không có gái trai không lười học, không có trai lấy ai thút thít, không có gái lấy ai chọc ghẹo. Biến tóc. Ai yêu gam màu nâu, ai thích gam màu hồng. Trong màu sắc cầu vồng, ai là gái, ai là trai. Con trai thường mưa bông quần, vì con gái hay thuốc thiết. Con trai hay cờ bạc, đừng nói xạo. Con gái rất thích ăn hàng, không có trai lấy ai thuốc thiết, không có gái lấy ai đây chọc ghẹo. Con trai là ánh sáng soi rọi xuống cỏ cây, con gái là áng mây dịu dàng và xinh xắn. Con trai là vật nam soi rọi những mộng mơ, con gái là thắm hoa dịu dàng và hương xa. Con trai là con gái ơi tình bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngoài đối tượng thiếu nhi, nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh còn được đông đảo khán giả đón nhận những ca khúc về quê hương, đất nước. Thưa nhạc sĩ, mảng đề tài này vẫn dựa trên những cái làn điệu dân ca viết về những vùng quê gắn bó với tuổi thơ của ông, đúng không ạ? Vâng ạ. Đối với mảng ca khúc người lớn thì thực tế là tôi viết đều dựa vào những cái âm hưởng dân gian. Thường thường mà khi tôi viết xong á, thì tôi ngẫm lại ấy, thì tôi thấy chỗ này, cái vùng dân ca này một tí, cái vùng dân ca kia một tí. Sau khi mà tôi suy nghĩ, tôi thấy rằng nó rất là phù hợp với mình, bởi vì là một người cũng xa quê đã lâu, từ một chàng trai nhà quê ở cái vùng Kinh Bắc có những cái làn điệu chèo hay là chầu văn, hơn 30 năm được tắm mình ở những cái vùng dân ca của Nam Trung Bộ, thì tôi cũng có viết được một số những ca khúc thì cũng được đông đảo quý khán giả trong khu vực cũng như là cả nước là đón nhận. Ví dụ như là bài Hội An vào mùa xuân nhỏ do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện, hay là bài Ký ức làng quê, hay là những ca khúc như là Sao không phải về anh. Thưa nhạc sĩ, ngoài những ca khúc ông vừa kể thì có một bài hát được rất nhiều người ưa thích, đó là bài Ký ức thời gian. Ông có thể cho biết hoàn cảnh sáng tác ca khúc Ký ức thời gian như thế nào ạ? Đối với ca khúc Ký ức thời gian thì cũng có một lần đi thực tế ở một cái vùng núi rất xa xôi phía nam của thành phố Đà Nẵng, mà nơi trước kia tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng đóng chân ở trên đó, ở một cái vùng núi rất cao, và đây cũng là cái khu căn cứ cách mạng. Thì với những cái xúc động thực sự, tôi có viết bài là Ký ức thời gian để nói về những mối tình của những người con trai, con gái mà đi hoạt động cách mạng.
Sau đây anh Trịnh Tuấn Khanh xin mời quý khán giả nghe ca khúc Ký ức thời gian do ca sĩ Thanh Trà thể hiện. Dòng sông yên đợi ai, nước cứ lặng trôi, núi chua đứng chờ ai, mà mây gió vờn quanh, nắng mưa không chặn lòng. Dịu dàng là em, mặt nồng là em, gan góc cũng là em, đợi chờ thủy chung hơi cô gái, cô gái hòa vang. Đường về phú túc hôm nay tôi về, về với ngày xưa, lần từng bậc đá vươn cao tôi tìm về nơi chiến khu xưa, lời hứa ngày xưa câu ca đâu đây vọng mãi. Em sẽ chờ vì một ngày mai trong vòng tay ngày vui chiến thắng, thưa mai tôi về vẫn đợi vẫn mong. Nhìn không gian lặng thinh bóng dáng đã hứa mãi chờ nhau mà xa cách bởi chiến tranh, nắng mưa không sợ lòng. Lòng nàn là anh, tình đầu là anh, anh dũng cũng là anh, hò hẹn thủy chung mãi chiến thắng, hai chúng mình gặp nhau. Đường về phú túc thanh thang tôi về, về với hoa vang, lần từng bờ đá nghiêng nghiêng nơi hẹn hò người ấy năm xưa, lòng thấy sớm sang quê hương ai còn nái mất, ai cũng thề vì một hoa vang nên còn đi, còn đi xa mãi, nhưng anh sẽ về với mẹ quê hương. Ngày xưa ơi còn mãi mãi trong tôi, thời gian ơi đẹp mãi một tình. Đặc biệt tôi lại rất là mê thể thao, tôi cũng viết được một ca khúc là bài ca bóng đá Việt Nam, cũng đã được các cái sân trên toàn quốc sử dụng bài này rất nhiều lần. Và Mỹ Tâm hát khi mà khai mạc giải U21 do báo Thanh Niên thực hiện năm 1999. Ồ, thật bất ngờ phải không thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh còn thể hiện tình yêu bóng đá qua ca khúc của mình. Sau đây quý vị và các bạn cùng nghe bài hát bài ca bóng đá Việt Nam do top ca nam nữ thể hiện.
với niềm tự hào về nền bóng đá Việt Nam, hát về những chàng trai đang dâng cao bầu cờ sắc áo, hát về bao cô gái đang lướt bóng thật dễ thương, cùng đoàn kết bên nhau vì một nền bóng đá Việt Nam. Về bao cô gái đang lướt bóng thật dễ thương, cùng đoàn kết bên nhau vì một nền bóng đá Việt Nam. Được biết nhạc sĩ rất bận rộn với công tác chuyên môn tại VTV Đà Nẵng. Trong thời gian tới, những dự định sáng tác của nhạc sĩ như thế nào? Nói chung là công việc sáng tác của tôi thì nó song hành cùng với công việc. Tuy công việc rất là bận rộn nhưng mà những công việc này nó lại nằm trong cái chuyên môn của mình, trong cái sở thích của mình. Ví dụ như tất cả các cuộc thi đấu bóng đá, bóng chuyền, thể dục thể thao hay là tất cả những chương trình giải trí ca nhạc, dân ca, nhạc cổ, tác phẩm mới thì cũng do phòng chúng tôi là đơn vị là chủ đề tài. Cho nên đây cũng là một cái niềm vui tuy rằng là vất vả. Dự định trong thời gian tới thì tôi cũng được Hội đồng Bảo vệ Di sản Văn hóa Việt Nam về dân gian chấp thuận tái bản cho tôi một tập nhạc gồm có 75 ca khúc thì hiện nay đang tiến hành. Và trong dịp tới thì suy nghĩ là làm sao có một cái series tiếp theo những cái ca khúc đồng dao để không những ở nông thôn các em vừa hát vừa chơi được, nhưng mà những cái bài đồng dao để dành cho những em ở thành phố có không gian chật hẹp để các em có thể chơi được, làm sao nó phù hợp với các em. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh với những trao đổi hết sức cởi mở vừa rồi, và mong rằng trong thời gian tới nhạc sĩ sẽ có thêm nhiều những sáng tác cho tuổi thơ cũng như là những bản tình ca mang âm hưởng dân gian. Và đương nhiên tình yêu bóng đá, tình yêu cho thể thao vẫn tràn ngập thể hiện qua các ca khúc của mình. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh.
biến tóc. Ai yêu gam màu nâu, ai thích gam màu hồng. Trong bài sắc cầu vồng, ai là gái, ai là trai. Con trai thường đến nhau cũng vì con gái hay lý lẽ. Con trai vừa lười học, đừng nói xạo. Con gái chít chát suốt ngày, không có trai lấy ai chít chát. Không có gái thì cha con lười học. Con trai là ánh sáng.